Xin chào quý vị và các bạn Bây giờ là 8 giờ 45 phút Hôm nay là thứ hai 18 tháng 11 năm 2024 Làm cái video này để trân trọng gửi tới Thượng Đế ở tỉnh Bắc Ninh Trước tiên thì Thượng Đế ở tỉnh Bắc Ninh cũng thông cảm cho Thượng Đế gửi hai cái cục máy đài vào đây 2 tháng Bây giờ mình làm xong cách đây được khoảng một tuần rồi Thế nhưng mà lý do chưa gửi được Là mình không tìm thấy địa chỉ Đấy, bữa trước thì thượng đế gửi vào là có ghi địa chỉ vào cái thùng xốp ấy là mình cũng ghi vào cái tờ giấy ghi vào tờ giấy chứ để không ghi vào sổ xong ghi vào cái tờ giấy xong là bỏ chỗ nào mấy ngày nay tìm chả thấy đâu cả chả tìm thấy cái địa chỉ đâu cả thế nên là chưa gửi được thế nên trước tiên thì thượng đế cũng thông cảm cho cũng ghi vào cái tờ giấy rồi thế nhưng mà cứ để chỗ này chỗ nọ xong là... thời gian nó, nó cũng lâu lâu dài dài rồi Đó cũng chả nhớ chỉ nhớ là thượng đế ở bắc ninh thôi Đấy, này, thượng đế xem được cái video này thì liên hệ để chiều nay à, gửi cho thượng đế đây xin thưa tới quý vị và các bạn đây hai cái đài một cái là Sony 1085 SC và một cái là ZVK PC ba 35 đấy, đóng vào thùng số hết rồi đấy, à, chỉ có lót shop ở bên trên này nữa là đậy vào thôi đấy, nhưng mà mình sửa xong hai cái đài này một tuần rồi một tuần rồi thế nhưng mà cũng cũng tìm đấy tìm đấy. tìm thật lực nhưng à, cái tờ giấy ghi địa chỉ trong, chả biết nhét vào cái chỗ nào rồi chả tìm thấy đâu cả thôi thì chưa già đã lú quý vị và các bạn thông cảm cho nhá Ê, số điện thoại của đệ đây huynh nhá Đấy, mình thì mình chỉ nhớ là cái người thượng đế này là ở bắc ninh bắc ninh Đấy, thế còn cụ thể ở bắc ninh đâu thì lại không nhớ nhưng mà nhớ là ở bắc ninh thôi thế mình dừng video ở đây thân ái chào tạm biệt